thịt rắn thì rất tốt, rất ngon và rất bổ dưỡng, tôi rất là thích. Và khi ăn thịt rắn thì mình nên phải uống về rượu tiết ngâm rắn hay là rượu bằng mật rắn, tim rắn hoặc là cái rượu ngâm rắn. The whole process till this animal is ending on a plate or on a drink is very painful for the animals, and it's done for purposes that are not justified.